chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel của Nightmare Vlog. Ngày hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm một cái game mới từ game Quyến Thiên Gân.io. Đó từ game Nuôi Thiên Chữ. Đây rồi, chúng ta thấy là trước mặt ta là một con sói, hãy nhìn sói. Đây tôi là vào giai của Quyến Thiên Đao nha. Đội Thiên Đao chết cha đến rồi. Ông nhẹ, ông nhẹ. Đây nha, lấy cầm hai đao à. Ê, ê, ê. Tôi vừa lên cấp 2, tôi vừa lên cấp 2 nha. Hello sư phụ của tiểu Quyến Thiên Đao của đây đợi. Đây nha sư phụ ơi, đừng có bị nhắc gì mà. Mày, 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 mày. Ai đâu chứ đập bể đầu đi đỉnh rồi. Vô game lại lần nữa lên em ơi. Lần này chúng ta chạy thật nha. Thôi đâu, tôi nào. Tôi nào. Thằng đi. Mày 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 thích chơi với tao à. À một tối lại một sáu rồi ơi. Con thủy nữa. Thì là nguy hiểm. Ê ê ê ê, có tiền ngọc nữa. Tao lên level 2 rồi mới ăn sốt được kì. Chết cha tao ra. À dạ, ê ê ê ê ê ê, cái búa vô, cái búa vô. Không có đội này, cái kèo búa vô. Nhanh luôn. Quay. Ê. Con đội này. Đừng có giật tao mà đừng có giật tao. Đừng có giật tao. Xin lỗi gì mình ơi. Mày 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 mày. Lại đùa cái da của tao. Mày mày nữa. Ê thằng. Quá dữ. Hay gọi là tiền chiều cẩu sực. Quá cha 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 cha. Mở hai. Tuy nhiên mà anh rất ngu nhưng mà thật ra ngu thiệt. Ở trong cái giống trong người của người. Đó là một sự thật là này ngu người hơn lúc nghĩ ra. Ê ê ê ê. À một thằng là một, một thằng là một ba. Ê thằng năm hả? Mày nào? Mày bọn gì ai chơi với mày? Nè bà năm né ra tu hai con sói lên quốc độ chết bà này hồng cảm chết ngắt luôn thủy à đất nước này chuyện này chịu con à à đối thủ chiến tầm đi rồi đây một bốn à chơi luôn giết a đây một t một t v một báo cá thật là mày lắm cá đó ê lần tôi cái đường mặt kim của mình rồi trên phía góc màn hình bên tay trái đó là số một trước nha hai cái đường đồng được một cái đường vàng hai cái đường vàng được một cái đường mặt kim hai cái đường mặt kim thì được một cái đường thành đấu à mặt kim là thành đấu hả thấy hình như nó thiếu gì đó một cặp bốn nằm mà cái đất sẽ gì đó không ai ai đâu một ừ đập cái nửa cái máu luôn đập cái tủ chào máu luôn chào máu nó luôn đấy cái đường vàng cái đường vàng bà cha mà đập cái đường vàng cái bao đời à đâu 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 quay đội hai mày chơi với nhau đi thì là khốn nạn ê đứng lại ông già ông già ông già con xấu gì nữa mày thì xấu mày thì ông già mấy đi gần anh em chấm sức giờ sẽ lập lại trật tự trên đường này á đồ level 5 level 5 level 5 ấy là cấp 10 hả rồi đạo thôi em xin lỗi anh đi coi gì đẹp có lỗi đi thiệt tình ê level 2 ông già ông già ê thằng này đó không biết lượng sức mình mày đó chi đa mà còn đi trong phải máu đập chảo ê level 2 mày vậy nghe mày được cái hơn mấy game còn lại nói có gì vậy nè mỗi cái đường mình mở ra sẽ được một số bộ trang bị được mặt trên người ê ông già kia ông già quá ao lắm hai anh quá một vào thì con cỡ mày một vào người câu chuyện cổ tích về con phỉ độc ngày xưa ngày chưa ẩm coi này ngỡ có con phỉ độc nhìn nó rất là giống con phỉ độc nhưng mà ở khu này ngày trước giờ chưa từng có chuyện phỉ độc nên là dù nó là một gì mặc dù là con phỉ độc rồi đó nhưng mà người ta giống như biết là một gì mày gì vậy hả lương giang thật cái đường này thì thần chết nè ê thằng kia chụp bây giờ nó mà 13 rồi né ra đúng rồi chính rồi hiện tại tôi đang hẹn người thế giới đặt tiên ngọc nè tiên cỏ này tù anh ấy cầm cái búa rất lực và anh ấy đang mũi đầu mọi người là chung quanh quá ghê ơi mày hả một đồ duy nhất là lập chảo đem xe vô năm chút luôn nha lập chảo hai thằng quá tuyệt vời tù thằng cấp một giết chết thằng cấp 11 luôn quay đứng lại mày chơi không mày thích chơi không thích chơi gì đứng lại thằng nhóc nhỏ này đứng lại bà cha mày đứng lại coi đứng lại cái thằng chạy dí thì mệt quá à đụng chảo à dưới đây là một thằng vua thôi chạy đi nhưng không bằng sự miễn tiếp cận ta đi mày nè là từ một cái đường bạc đổi ra cái gì vậy chết đi mày tính chôm đầu của tao hả mày dẫn cái thằng nhóc này trở lại với câu chuyện con khỉ độc trong làng chưa có khỉ độc nữa hết thì nó là con khỉ độc đầu tiên trong làng thì người ta mới hỏi đó hay con khỉ độc mày là con gì vậy trong khỉ độc lấy hết là phát men không hiện cái này hết em thấy ý nghĩa không quá là ý nghĩa luôn câu giải mà không biết ý nghĩa là cái gì mà không à, nhất là cái đầu ai có khỉ độc mày là con gì vậy thiệt là hay quá để một 11 một dao đủ chết mày rồi thật ra là hai dao bánh thì heo phải con sói kìa đứng lại là lẩm chảo nè hai dao lẩm chảo luôn anh em đã đến được hẹn 4 rồi chờ tao chờ thảo đâu tao sợ quá cơ tao lại sợ mày quá cơ tao sợ chết á tiền cỏ nè cái này tiền cỏ thì cây nè đang sói là 18 rồi dao vô đầu như vậy một con dao vô đầu nha giỡn nặng đấy lẩm
chứ. À thằng chết, đứng lại thằng chết. Đây là thằng chết bị chết, rất là được cái quà bạch kim luôn. Mình vẫn chưa có đường sĩ thi để hết anh em à. Một cái đường đồng, hai cái đường vàng và hai cái đường bạch kim. Chưa có đường sĩ thi đâu. Ê ê. Mày làm bà cái đường bạch kim đâu. À đây một người rồi. Lay đây còn bảy giờ tiên tiên nhỏ nè, mày mày thì tiên nhỏ nè, quỷ sói thì mình cái gương của tao rồi nhả ra rồi nhả cái đường gà được ba cái đường bạch kim rồi, chúng ta sắp có đường chỉ đi rồi. Quay ông già Noel tiến lại ra, ông làm già gì đây không phải làm giùm em. Hey hẹp hẹp tỷ nè, thật chết tao sẽ kêu chiến với thật chết mày 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 chết tôi nè. Tụi có một cái đường đồng ở đây à, một cái đường gà nữa. Chết đi chết đi chết đi của tao hết. Khu vực này là của tàu hết. À lập mình lập thêm cái đường này nữa là mình sẽ có một cái đường chỉ đi rồi. Mày chưa xử đi một đứa gì nhất trong người tôi chỉ có một cái đường chỉ đi rồi. Chẳng là tới đây đi, tới đây đi, tao nghĩ ra cái đường chỉ đi cho tụi mày nhở. Đây đây đổ của nó 16 luôn, nhìn trước là thường đại cho mình chẳng hết đi tung luôn trước gian. À dạ ông già Noel nè, một phát chết luôn nè. Đủ thành châm tới giờ lên em ơi, kệ nè tôi không gác thế nào hết. Mày một thằng là dễ đường đi ra trận sang là dây này không giao cho đồng mày nè. Ây bà dây, tôi có một món quà nữa cho mày nè, tôi muốn giao cho mày này không. Mày nè, ê tao là shipper đây đó anh ơi, anh có một món shipper nè đến từ Hàn Quốc nha, đó là một con dao như bụng đó, một ship con dao thẳng như bụng anh luôn. Tức tay mày tôi cũng nói là bị giết chết. À bà Tiên có lập được như tôi báo, và bà Tiên là con báo anh tính tin này thì bà Tiên leo bằng 12 giờ là không biết tự giết mình quá đi. Chết đi mà già. Hay quá. Anh mà mày bị lắm rồi chết mà già. Đâu. Nhìn mày khá là xịn sò đó. Xịn sò. Mày xịn sò. Xịn sò con bò nha. Đâu bà Tiên. Hello bà Tiên. Bà Tiên lắm. Mày nè. Tiên tình. Đã là bà Tiên rồi. Đi làm bị lắm là chết. Bà Tiên lắm là bạn của bà ta bị lắm đó. Đâu. Ông già. Nhảy. Tung. Mày không sao hả? Mày không giao dài được. Mày không giao. Mày thật chết nè. Thật chết là bị chết đúng rồi đó. Ồ, thật chết nữa kìa. Thật chết hả? Mày thật chết tồn. Thật chết nè. Đây đứng lại thằng đầu người kìa. Đứng lại thằng đầu người kìa. Bây giờ mày đứng cái đầu thép là không chết nè. Mày hả? Một chiếc. Lên dĩa. Còn một cái đường bạch kim. Một cái đường bạch kim xuất hiện ở vùng đất gần đây. Hello, đừng nhà nào giật cái đường của tao nha. Ê, cái thằng khốn nạn này. Tiếp tục. Rồi mình làm được một số đường, đó là một cái đường đồng, một đường vàng, một đường bạc kim và một đường xỉn đi. Và đến một tiết mục mới, đó là tiết mục mở đường. Yeah, ta có một đường đồng mở đường được cái gì? Được một cái tiếng màu trắng cắt màu gấm quá trời đẹp bạn. Hai cái đường vàng luôn. Quá hay. Hai được thêm một cái giáp màu xanh, giáp xịn hả? Đó là mạnh hơn được cái giáp màu trắng rồi. Đường bạc kim mở ra, được một cái nón và xịn đá luôn. Bấm. Đặc biệt lần này là đường chuyển đi. Được một cái gậy đi xin chưa đi. Quả dữ là như cái gậy ra thì nên đi nữa gậy mà chúng ta đừng đã. Đâu? Đây là cái gậy lấy trên ra đi của chúng ta. Chúng ta đã có cái vũ khí Epic đó. Chúng ta sẽ bỏ Epic ra. Thế cái gậy vô là cái gậy lấy trên Cherry. Quá dễ thương. Mấy cái này bán luôn. Bán hết. Không. Bỏ số đề đi bạn ơi. Đó, bán gì chài hết mấy cái gậy này. Nâng cấp cái gậy lên, update lên. Hết mẹ tiền rồi. Hết tiền. À, update đủ lên, cái mũ này nhìn xuyên. Chúng ta đã được một cái đồ Legend Cherry. Không, một cái nón Legend Cherry. À, đậu xanh cho cái áo cùng bắp vậy. Cho cái áo tôi cùng bắp vậy, tôi bán lộn cái gì rồi. Chết bài là sao cái áo cùng bắp vậy. Một cái găng tay Legend Cherry. Một cái gậy Legend Cherry. Và một cái áo cùng bắp. What the hell. Chúng ta đã mở ra được một nhân vật mới của anh Batman Vlog siêu đẳng. Không, chúng ta có cái nón thần chết. Và chúng ta có một cái gậy thần chết. Thì chúng ta phải chơi thần chết chứ đúng không anh em? Đúng không? Yeah, tôi đang chơi thần chết đây.
vô game à, anh là thằng chết này tại sao sao quá dữ, quá dữ, cái thằng chết vừa mới cùng một mà nó giết được cái thằng cấp mười mấy luôn, quá ghê. Ê đừng tao nha, tao là thằng này chứ tao chạy nha, thấy ghê chưa, trời chưa le mười hai mà lỗ láo hả, le mười hai mà lỗ láo tu thì nãy bằng một thì mày chưa thấy gì chào đến vậy rồi tu hai là nãy bằng một chết mày chết nè chào chưa anh bằng hai là nhớ tu nãy bằng hai á đây là hai tu tiên xanh nè chạy tu tiên xanh của tôi thấy chưa anh mặc dù nói vậy thôi anh mèm cũng mất hết bà máu rồi tu nãy bằng một mày thì nãy bằng một chạy thôi đây gọi là thằng chết vậy té khối luôn quá dữ không biết chuyện gì mà té được khối luôn á đây mới xấu hả chưởng chết ta nha, trong luôn người chết là chúng ta quá dữ. Về sau một hồi test thì tôi thấy cơ con thằng chết này chơi như tức đấy, hậu tranh chúng ta có một cái đường vàng thì chúng ta mở ra đường vàng không ha ha quá hay giờ thật thất vọng. Video này đến đây đã hết rồi nha các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào chủ nhật tuần sau. Thực ra thì video là ngày nào cũng có, từ một ngày giờ cho tức là sang mồm thôi. Yeah, ủng hộ mình bằng cách like và share video và subscribe cho mình nha các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi channel của anh em vừa qua. Quá hay và tuyệt vời.